Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục phần vấn đáp. Kính bạch sư, trong kinh tụng có đoạn Đức Phật tham thiền về số tức quán. Theo con được biết, đúng chữ đó là sổ tức quán, nghĩa là quan sát hơi thở. Kính mong sư xem xét chỉnh lý cho thiền sinh được rõ. Thì đúng là như vậy. Cái phần mà chúng ta đọc thì tức là Đức Thế Tôn quan sát gọi là sổ tức quán, tức là Ngài quan sát hơi thở. Nói đúng ra thì cũng không phải là sổ tức quán nữa. Bởi vì sổ tức quán tức là đếm hơi thở. Sổ là đếm, tức là hơi thở. Quán là sự suy tư, sổ tức quán là sự đếm hơi thở. Thực tế Thế Tôn Ngài không có đếm hơi thở, Ngài chỉ theo dõi hơi thở. Trong kinh tụng có lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thế Tôn? Cứ mong sư giảng giải đó là những lời nào. Trong Pali thì nó chỉ là cái từ Vacca, tức là cái từ như là lời nói. Đây là lời nói của Đức Thế Tôn, nghĩa là đây là những cái lời dạy của Thế Tôn mà vào cái giờ lễ bái Tam Bảo thì chúng ta tụng lại những lời dạy đó. Thì khi mà chúng ta văn chương hóa thì mình dùng đó chính là kim ngôn. Thế thôi. Kính mong sư biên soạn quyển nhật tụng dành cho các khóa thiền mà sư sẽ tổ chức, trong đó có phụ chú giải những từ ngữ Phật học trong kinh Tạng. Con xin hùng phước in kinh này 300.000 đồng. Đại sư tộc là như thế này. Thứ nhất là sư hạn chế mấy cái này, tại vì thường thì ở mỗi ngôi chùa thì mình sử dụng cái tài liệu kinh tụng ở ngôi chùa đó. Ví dụ như sư thấy cái bài kinh nào mình sẽ sử dụng để mình tụng thì sư chọn, sư đánh dấu, như vậy nó dễ hơn. Bởi vì ở các chùa thì có cái gọi là lực lượng địa phương, thì các vị tụng như thế đó nó quen rồi, thì khi mà mình nhờ nó cũng dễ. Tại vì nói cho cùng cũng là do không có đủ nhân lực, nhân lực để mà dẫn kinh đi xuyên suốt các khóa thiền thì bạn nào sẽ dẫn kinh? Nếu như bây giờ mình soạn một cái quyển kinh thì bạn nào sẽ dẫn kinh? Cái vị mà ở khóa thiền, tham dự khóa thiền, thì cái vị đó có thuộc hay là không, có tụng được hay là không. Cho nên là cái này sư sẽ xem xét. Hơn nữa, nội cái chuyện gọi là mình in ấn thì nó cũng tốn kém chứ không phải là không. Từ từ sơ cơ như chúng con thì oai nghi ngồi bán già đi thiền hành, hai oai nghi chính trong khóa, thì chúng con có thể tùy hoàn cảnh mà thiền được không ạ? Khi ngồi ghế dựa, ngồi dựa lưng vào tường, hai chân duỗi thẳng, điều này có gây thành thói quen sai không tốt không? Sư chưa hiểu câu này. Tức là thông thường chúng ta có hai cái oai nghi chính. Một là ngồi thiền, hai là đi thiền. Thì khi ngồi thiền, quý vị hoàn toàn có thể ngồi bán già, ngồi chân trong chân ngoài, hoặc là ngồi kiết già, tùy theo khả năng của mỗi người. Rồi còn
cái chuyện mà ngồi, cái tư thế ngồi nó không có cái sự bắt buộc, tức là ngồi kiết già thì mới chứng đắc đạo quả, còn ngồi bán già thì không chứng đắc đạo quả, không có chuyện đó. Chuyện đi thiền thì cũng thế, và sư luôn luôn để cho chúng ta tự do trong sự lựa chọn, khi thì đi thiền, khi thì ngồi thiền, hoặc thậm chí là quý vị có ngồi ghế dựa thì sư cũng đâu có nói tiếng nào đâu. Chẳng qua là có một số cái thời điểm, ví dụ như buổi sáng, thì sư khuyến khích chúng ta nên đi thiền thôi. Còn cái chuyện mà mình ngồi dựa tường, hai chân duỗi thẳng thì có gây thói quen sai hay không? Thì tùy theo cơ địa mỗi người. Có những người họ lớn tuổi rồi, họ ngồi lâu thì cơ thể nó nhức mỏi, thì có thể ngồi ghế dựa hoặc là ngồi dựa tường, duỗi chân thì cũng không vấn đề gì. Sư không đến mức khắt khe đến như vậy. Tuy nhiên chúng ta lưu ý là khi chúng ta duỗi chân thì chúng ta tránh duỗi chân về phía có tượng Phật là được rồi. Kính mong sư định nghĩa thiền. Hình như con còn mơ hồ quá. Một, mục đích của thiền trung đạo, trong đạo, mục đích của thiền trong đời sống hàng ngày. Thứ nhất, cái từ thiền, chúng ta có những cái từ ngữ nó khác nhau. Một là từ Phavana, tức là cái từ tu tiến. Chúng ta hay dùng cái từ là tu tiến, tức là sự phát triển tâm. Thì cái sự phát triển tâm á, nó là chỉ và quán. Cái thứ hai là cái từ Samatha, thì nó chính là chỉ cho thiền chỉ, là 40 đề mục thiền chỉ. Thứ ba là định Samadhi, thì nó chỉ cho cái khả năng tập trung. Và thứ tư là Chana, tức là các cái tầng thiền, tức là tính từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tùy vào mỗi hoàn cảnh mà mình sử dụng cái từ khác nhau. Ví dụ như khi mà sư nói Phật tử tại gia thì có bố thí, dự giới, tham thiền. Thì trong cái bố thí, dự giới, tham thiền á, thì cái tham thiền đó là cái từ Phavana, tức là tu tiến. Nghĩa là chúng ta tùy theo điều kiện mà chúng ta phát triển chỉ và quán. Mục đích của thiền ở trong đạo là sự phát triển tâm và rèn luyện tâm. Khi chúng ta phát triển tâm và rèn luyện tâm thì chúng ta sẽ diệt trừ những ô nhiễm và đào bới các đứt gốc rễ của những ô nhiễm, đi đến sự chấm dứt khổ và nguyên nhân khổ. Còn mục đích của thiền trong đời sống hàng ngày, nhờ cái việc chúng ta tu tiến, chúng ta phát triển tâm, rèn luyện tâm, đối với đời sống hàng ngày của chúng ta sẽ bớt đi những cái căng thẳng, bớt đi những sự suy yếu của tâm mà chúng ta không kiểm soát được. Ví dụ như chúng ta sẽ tránh được những cám dỗ làm cho tâm của chúng ta bị mê mờ. Chúng ta sẽ tránh được những trạng thái bốc đồng của tâm. Ví dụ như là chúng ta suy sụp tâm lý, chúng ta buồn rầu, chúng ta trầm cảm, chúng do bị áp lực từ công việc, áp lực từ gia đình, áp lực từ xã hội. Tâm chúng ta mạnh mẽ thì cái khả năng chịu đựng của chúng ta tốt hơn, khả năng hóa giải nghịch cảnh của chúng ta tốt hơn. Rồi nhờ khả năng rèn luyện tâm, những cái sự tấn công khốc liệt từ bên ngoài nó sẽ làm cho chúng ta phòng thủ được mạnh mẽ hơn. Ví dụ như mình phát hiện một cú sốc tâm lý nào đó thì mình cũng có khả năng vững vàng để chống chịu lại, mà không phải phản ứng một cách
giống như là nước tràn ly, để rồi sau đó chúng ta phải hối hận vì hành động của mình. Có một anh ảnh chuẩn bị ảnh đột nhập vào một cái căn nhà để ảnh làm cái chuyện tầm bậy. Thì khi mà ảnh nhìn ảnh nhìn lên trên cái ngước lên trên cái bàn thờ thì ảnh thấy hình Phật. Khi đó ảnh mới sực nhớ, ảnh nhớ đến cái câu là trước khi làm gì thì hãy nghĩ về cái hậu quả của nó. Từ đó cái ảnh lui lại và ảnh rút lui, ảnh đi về. Hoặc là cái đó là trường hợp có thật, một trường hợp có thật mà sư được biết. Hoặc là trường hợp thứ hai là trường hợp của một cô Phật tử, khi mà cổ cái này lâu rồi, cổ vượt biên thì gặp cướp biển Thái Lan. Thì khi cổ gặp thì cổ nghĩ là mình chết trên nơi rồi, cho nên là cổ chỉ có niệm Nam Mô Tát Sát thôi. Nam Mô Tát Sát Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Cổ nương tự Phật. Thì khi cổ niệm như vậy á, thì trong cái bọn cướp Thái Lan á, thì có tên, khi nó nghe thì nó bỏ đi, nó và thấy là cái thuyền cổ thoát nạn. Bởi vì cái người Thái á, thì họ cũng theo đạo Phật, chẳng qua là trong những cái giây phút mà họ quên tu thì họ làm ác. Rồi trong một cái thời điểm như vậy, khi mà mình tụng kinh, mình niệm cái hồng danh của Phật, thì cái lương tri của họ được đánh thức. Cho nên khi mà chúng ta áp dụng Phật Pháp trong đời sống hàng ngày thì chúng ta được rất là nhiều những sự lợi lạc. Xin sư cho biết tiếng Phạn và tiếng Pali có giống nhau không? Nếu khác thì khác như thế nào? Tiếng Phạn là tiếng gọi chung của Pali và Sanskrit. Chúng ta có hai là Nam Phạn và Bắc Phạn. Nam Phạn là chỉ cho tiếng Pali, Bắc Phạn là chỉ cho tiếng Sanskrit. Thực tế thì từ thời Đức Phật thì hai ngôn ngữ này đã tồn tại rồi. Tiếng Sanskrit được sử dụng rộng rãi trong giới quý tộc Bà La Môn, trong các cái ngôn ngữ văn bản của Bà La Môn. Còn cái ngôn ngữ Ma Kiệt Đà đó, chính xác là cái từ Ma Kiệt Đà, Ma Kết Thá, là cái tiếng phổ thông được người dân sử dụng rộng rãi. Cho nên khi Đức Thế Tôn Hoằng Pháp, Ngài sử dụng ngôn ngữ Ma Kiệt Đà để Ngài Hoằng Pháp. Và sau khi kết tập Tam Tạng thì Chư Tăng cũng sử dụng ngôn ngữ Ma Kiệt Đà. Và sau này để phân biệt với cái ngôn ngữ người ta sử dụng hàng ngày với cái ngôn ngữ Đức Thế Tôn sử dụng ở trong Kinh Tạng, cho nên người ta dùng cái chữ là Pali. Rồi về sau cái ngôn ngữ Pali này, tức là lời dạy của Thế Tôn, được dịch chuyển thể sang tiếng Sanskrit. Rồi từ tiếng Sanskrit đó đi về phía Bắc, sau đó được dịch qua Hán Tạng, rồi từ đó dịch về Việt Nam. Do đặc điểm của việc truyền bá lên trên phương Bắc, cho nên là các cái văn bản bằng Kinh Tạng bằng tiếng Sanskrit bị thất truyền. Thành ra là bây giờ ở cái nhánh Hán Tạng thì Tạng Kinh bằng Sanskrit nó hầu như là bị mất hết. Nó chỉ còn có một vài cái bản kinh nhỏ lẻ thôi. Chỉ có ở Nam truyền á, thì cái bản Pali thì được giữ gìn và được lưu truyền cho đến hiện tại. Nếu mà quý vị hỏi cái khác nhau á, thì cái tiếng Pali cho tới bây giờ chúng ta vẫn giữ nguyên được cái bản gốc. Còn khi mà quý vị cứ nghĩ đi, mỗi khi chúng ta dịch sang một cái lớp ngôn ngữ khác thì rất là khó để truyền tải được 100%. Thành ra truyền tải được 80% đã tuyệt vời rồi. Đó, từ Pali sang Sanskrit này là đã đi qua một ngôn ngữ này. Từ Sanskrit mà sang Hán Tạng là thêm qua lớp ngôn ngữ thứ hai.
từ Hán Tạng qua tiếng Việt, ta thêm qua cái ngôn ngữ thứ ba. Đó là chưa kể bây giờ là cái phần mà bằng tiếng Sanskrit là đã bị thất truyền hầu hết. Thành ra là cái bản Hán Tạng mà chúng ta muốn truy cái nguồn gốc thì cũng rất là khó. Trong khi đó cái bản Pali thì bây giờ vẫn còn, chúng ta chỉ thông qua một bước là từ Pali sang Việt thôi. Đó, thì nó sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên có một số là hạn chế của người Việt mình phải công nhận. Đó là cái sự nghiên cứu học thuật về tiếng Pali còn rất là yếu. Cho nên là suốt thời gian bao nhiêu năm qua, cái chuyện mà dịch chú giải Kinh Tạng vẫn còn y à y ạch. Cho nên là sư dự định là sau khi kết thúc khóa thiền này, sư sẽ đi qua Thái Lan để thỉnh cái bộ chú giải đã được dịch qua tiếng Thái. Sư được biết là bộ chú giải Kinh Tạng đã được dịch qua tiếng Thái rồi, thì bây giờ mình chịu khó mình thuê cái người mà biết tiếng Thái với tiếng Việt. Nó đơn giản, cái người biết tiếng Thái bây giờ nhiều lắm. Mình thuê họ, rồi họ sẽ dịch cái bộ chú giải đó, dịch qua tiếng Việt. Thì bây giờ mình, cái số người mà biết Pali nó còn yếu quá, thì mình mượn tạm thông qua cái chuyện là dịch từ tiếng Thái qua tiếng Việt. Thì như vậy tăng ni mình có cái để xài trước, thì nó cũng đỡ hơn cái chuyện là trông chờ cái sự dịch từ Pali sang Việt thì nó quá lâu. Thưa Thầy, giảng giúp con, tại lễ dâng y Kathina có nhất thiết là phải dâng y hay mình có thể dâng vật dụng khác? Quý vị có thể dâng bất kỳ vật gì cũng được ha. Tại gia chúng con muốn thờ tượng Đức Phật thì công việc chúng con cần làm như nào cho đúng? Đầu tiên thì chúng ta thỉnh một cái tượng Phật về nhà. Tuy nhiên thì quý vị nên để ý, thí dụ như mình tượng Phật Thích Ca thì sẽ khác với tượng Phật Di Đà. Đợt rồi đó, sư đi ra ngoài ở ngoài Bắc, ví dụ như chùa Bái Đính đó, thì ở ngoài đó đó sư nhìn rất là tiếc. Đó là cái doanh nghiệp mà xây dựng cái hệ thống chùa Bái Đính đó, thì cũng có lòng có tâm, nhưng chỉ có điều là thiếu cái kiến thức, là vị này không có biết cái sự khác biệt giữa hình tượng Phật Thích Ca và Phật Di Đà. Cho nên là lấy cái hình tượng Phật Di Đà tạc tượng và để là tượng Phật Thích Ca. Thì đây là một cái rất là tiếc, là một cái công trình mang tầm cỡ quốc gia, thậm chí là mang ra thế giới, mà phạm một cái sai lầm căn bản như vậy. Sửa thì thứ nhất là ai biết họ có nghe mình nói hay là không, và có chắc họ chịu sửa hay là không. Thành ra rất là tiếc một công trình Phật giáo như thế mà mắc sai lầm căn bản. Cho nên chúng ta đầu tiên là phải phân biệt chúng ta thờ Phật gì ha. Chúng ta thờ Phật Thích Ca thì phải kiếm đúng cái tượng Phật Thích Ca. Cái thứ hai đó là khi mà thỉnh về thì chúng ta có thể nhờ chư Tăng làm cái lễ gọi là lễ ăn vị Phật. Ý nghĩa của cái lễ này đó là chư Tăng xác định từ giờ trở đi tôi sẽ coi cái khối tượng này nè là kim thân, một phần kim thân của Đức Thế Tôn đó. Thì nó chỉ đơn giản như thế thôi. Thôi để tránh quý vị hỏi nữa, thì tượng Phật Thích Ca đó thì chúng ta thấy như thế này. Còn tượng Phật Di Đà đó, một cái đặc điểm chung dễ thấy nhất là để hở ngực. Tượng Phật Thích Ca không bao giờ để hở ngực, chỉ có tượng Phật Di Đà để hở ngực. Đặc biệt là có khi còn có cái chữ vạn ở trên ngực nữa.
À, còn tượng Phật Thích Ca mình á, có thể hở vai nhưng mà không bao giờ hở ngực. Bậc dự lưu Tu Đà Quần khi hết kiếp tái sanh lên cõi thiên, có trường hợp nào sanh lại vào cõi người không? Có thể đó là những vị sư ở cõi người để tu lên tiếp không? À, sư thứ nhất á, là có thể sanh về cõi người, bởi vì vị này còn sanh về cõi người trong 7 kiếp nữa. À, tuy nhiên á, có một cái đặc điểm là cái vị Tu Đà Quần này nè, vị đó có khả năng nhớ tiền kiếp. Cho nên là nếu như vị đó sanh về cõi người, vị ấy sẽ nhớ lại tiền kiếp của mình và có cái niềm tin bất động nơi Tam Bảo. Mà chính bởi vì như vậy đó, cho nên là sư không thấy ghi nhận bất kỳ trường hợp nào là vị ấy sinh vào cõi người ngay trong hiện tại. Thì hầu hết tuyệt đại đa số là vị Tu Đà Quần sau khi mạng chung á, thì vị ấy sanh về cõi trời. Bởi vì nếu như mà sanh về cõi người á, cái phước của vị ấy rất là lớn, vị ấy sẽ không làm người bình thường mà có khi á, là một vị vua chuyển luân vương, hoặc là một cái nhân vật rất là lớn chứ không phải nhân vật thông thường như chúng ta thấy đâu. Và sư không có sự ghi nhận nào là hiện tại bây giờ là có từng có một vị Tu Đà Quần tái sanh về cõi người thì không có. Thứ hai, ông bà tổ tiên chết lâu rồi tái sanh ngay, vậy có phù hộ được cho con cháu mình không? Vì nếu đọa vào cõi khổ thì sao phù hộ được? Thì đương nhiên nếu như mà sanh về cõi trời thì có thể phù hộ. Nhưng mà chúng ta còn lưu ý một chuyện nữa, nếu sanh về cõi trời và chịu nhớ tới con cháu thì mới phù hộ, chứ sanh về cõi trời mà không nhớ tới con cháu thì cũng không phù hộ được. Quý vị nghe nó kỳ. Nó giống như vậy nè, ở trong kinh Tề Túc á, thì có mô tả là cảnh giới của chư thiên rất là sung sướng và cái sự hưởng dục ở trên đó nó lâu gấp nhiều lần ở cõi nhân loại. Cho nên cái chuyện mà một vị trời đó vừa sanh ra thì bị hấp dẫn bởi các dục lạc, đó là cái chuyện đương nhiên. Và vị đó có thể ham chơi một tí xíu, nhưng mà khi ham chơi một tí xíu như vậy, chờ đến khi vị đó giật mình tỉnh lại là đã mấy trăm năm, cả ngàn năm trôi qua rồi. Khi đó đó, cái người quyến thuộc là con cháu trực hệ của mình á, nó chết rồi, nó đi theo nghiệp rồi. Còn mấy cái đứa nhìn xuống dưới thì nó là bao nhiêu đời, thành ra là có khi nó cũng nhạt nhòa đi rất là nhiều. Thành ra là có thì có, nhưng mà trông đợi thì rất là hiếm. Tại vì muốn lên cõi trời thì mình phải có phước, có tu. Bây giờ những cái bậc tiền bối của mình biết ai có phước, có tu đi về chển là cái thứ nhất. Rồi đi về chển rồi đó, có chịu nhớ tới mình hay không, hay là lên chển sướng quá lo chơi chển, mình cũng không biết được. Thành ra thôi mình tự mình lo mình đi. Các phần mộ người đã chết sẽ không có vong ở đó mà chỉ là tứ đại còn lại tan rã, đúng không ạ? Xin sư cho con rõ về điều này, vì gia đình có ở ngoài Bắc, việc mồ mả còn vong linh giống ở mộ, sống ở mộ nên cứ đốt về vàng mã tốn chi phí trong coi bao năm nay. Xin thưa đó, do cái văn hóa của người Việt nó ăn sâu vào cái tiềm thức, ăn sâu vào cái gốc rễ rồi. Cho nên là rất là khó thay đổi. Bây giờ khi mình nói đó, khi chết rồi thì nó chỉ còn có một đống tứ đại đó thôi, còn chúng sanh người thân mình đã đi theo nghiệp rồi. Thì có nhiều người họ không chấp nhận được cái chuyện đó. Còn thực tế thì đúng
Thôi bây giờ sư không có nói người khác, sư nói sư đi, để mất công người ta nói mình phỉ báng này nọ kia. Giả sử như bây giờ á, sư mất đi, sư chết đi, thì sư sẽ tái sanh theo nghiệp. Rồi còn cái tấm thân này đó, nó cứng đờ ở đây, quý vị có làm gì với nó cũng không có dính dáng gì tới sư nữa, không có sao hết trơn. Mình có đem thiêu, mình có đem chôn, hoặc mình đem như ở một số xứ, đem vứt ở trên rừng, hoặc đem vứt ở xuống sông như ở Ấn Độ đó, hoặc là như ở Tây Tạng gọi là thiên tán, tức là đem vứt ở trên núi cho cành cành ăn, thì cũng không sao chứ. Bởi vì khi chết thì sư đã tái sanh theo nghiệp rồi, cái xác này nó không có một cái tác dụng gì cả. Mình quý vị có thờ hay không thờ, có quăng bỏ hay như thế nào đi nữa cũng không sao hết. Thì khi mà chúng ta hiểu như vậy đó, mình không còn có cái sự bám chấp vào những cái phong tục mang tính chất hình thức, làm cho gánh nặng cho con cháu đời sau. Tuy nhiên, chúng ta nên có cái sự tri ơn và đền ơn. Ví dụ như quý vị còn có cái sự tri ơn sư khi còn sống đã giúp đỡ quý vị ít nhiều trong con đường tu tập đó, còn để lại những cái lời giảng pháp còn có giá trị, thì quý vị nhớ làm phước, trai tăng cúng dường, hồi hướng phước dùm. Để cái phước đó đó, sư có vất va vất vưởng ở đâu thì cũng hưởng được. Nếu mà chưa có đi lên mà còn vòng vòng đó, thì đó là cái mà chúng ta có thể làm duy nhất nếu như mà sư chẳng may có mất đi. Chứ còn mà mọi cái sự thương tiếc thì cũng không cần thiết, hay là cái sự cúng kiến linh đình thì đó cũng không cần thiết. Thân bằng quyến thuộc của quý vị cũng thế, mình có lòng thương tưởng như là một người bậc tiền bối, bậc tiền nhân đã sanh ra ông bà cha mẹ của mình, thì mình nên làm phước cúng dường, hồi hướng phước đến cho tổ tiên đã quá vãng, đó là cái nên làm. Còn những chuyện như là mình cúng cốt rồi mồ mả thì thôi, mình bớt được thì nó sẽ nhẹ. Bởi vì mình có làm linh đình thì cũng không ai hưởng, chỉ có mấy ông thầy cúng thì được hưởng lợi từ nó thôi. Thưa sư, cho con hỏi về sự khác biệt về phước nhận được giữa đối tượng nhận là người và con vật, người làm phước và người được hồi hướng còn sống đã quá vãng. Người được hồi hướng có tính tâm và chưa có tính tâm, tâm bảo. Người thân thiết với người làm phước, ông bà cha mẹ và bạn bè chúng sanh ít thân thiết. Người tu hành nằm trong tâm bảo thì có hồi hướng cho các vị được không? Có nhiều lần con chưa hồi hướng khi làm phước, thì sau một thời gian con hồi hướng thì phước có được chia sẻ như khi mới làm không? Hoặc con hồi hướng bổ sung cho quên thì có được không? Thứ nhất là mình xét về cái đối tượng làm phước. Như kinh phân biệt cúng dường á, thì mình làm phước cho 10 con vật thì cũng không bằng cái chuyện mình làm phước cho một người phá giới. Quý vị làm phước cho con vật, động vật á, sinh vật bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không bằng mình làm phước cho một người phá giới. Mà mình làm phước cho 10 người phá giới không bằng mình làm phước cho một người giữ năm giới. Mình làm phước cho 10 người giữ năm giới thì không bằng cái chuyện mình làm phước cho một người xuất gia. Mình làm phước cho 10 ông phàm xuất gia thì không bằng làm phước cho một vị thánh sơ quả. Làm phước cho 10 vị thánh sơ quả không bằng một cho một vị nhị quả. Cứ như thế đi lên, làm phước cho 10 vị độc giác không bằng làm phước cho một vị chánh đẳng giác. Làm phước cho 10 vị chánh đẳng giác không bằng làm phước cho tăng đoàn có Đức Phật chứng minh.
Thì như vậy đó, cái sự khác biệt về ở đây á, là khác biệt về giới hạnh. Giới hạnh của chúng ta càng nhiều thì khi chúng ta cúng dường cho họ đó, chúng ta hưởng được phước càng nhiều. Rồi còn cái chuyện mà hồi hướng á, thì mình hồi hướng cho cái người còn hiện tại thì họ chỉ nhận được khi mà họ tùy hỷ, tức là họ được cái phước tùy hỷ chứ họ không được cái phước hồi hướng theo cái kiểu là cái quả mà mình làm có một cục phước đó rồi mình cho người ta, rồi người ta nhận, thì không phải, người ta chỉ có thể tùy hỷ thôi. Trong một số trường hợp được mô tả trong kinh là cái trường hợp là xin phước, thì nó như thế này nè. Ví dụ như mình thấy một cái vị thí chủ, người ta cúng dường trai tăng, thì mình không có được cúng dường, thì mình mới lấy tiền của mình á, mình cho lại cái người thí chủ đó, và mình xin cái phước mà vị đó làm á, xin vị đó chia cho mình. Bây giờ thì mình thấy nó rất là lạ, nhưng cái sự kiện này á, có rất nhiều trong kinh tạng. Ví dụ như những trường hợp mà một cái người cư sĩ được cúng dường đến Đức Thế Tôn, thì các cái vị vua như là vua Pasenadi không có cúng dường được, thì vị vua Pasenadi đó mới đem nào là xe vàng, xe bạc, nào là voi, là ngựa, tớ trai, tớ gái, đem đi cho cái người cư sĩ đó để xin người cư sĩ chia bớt cái phần phước mà vị đó vừa mới cúng dường xong, chia cho vua Pasenadi. Chứ còn mình sợ tốn kém, thành ra là cái phước của mình thì nó cũng hạn chế. Khi chúng ta làm phước thì chúng ta có đức tin nhiều, chúng ta có giới hạnh nhiều, chúng ta có sự tu tập nhiều, thì cái phước của chúng ta sẽ có nhiều hơn là một người cũng làm bao nhiêu đó phước mà không có giới, không có định, không có tuệ. Khi mà chúng ta hồi hướng thì cái sức lan tỏa nó là như nhau. Giống như cái ngọn lửa đó, chúng ta chia thì chúng ta chia cho một cái đèn mạ vàng, hay là chúng ta chia cho một cái đèn bình dân, thì nó đều sáng như nhau. Cái tác dụng của phước khi mà chúng ta chia nó không có phân biệt thân sơ nha. Cho nên là chúng ta cứ chia thoải mái, ở đây không có phân biệt, đây là người thân với tôi hơn, ví dụ như ông bà cha mẹ thì nhận được nhiều phước hơn, còn đây là cái người mà không quen không biết, chỉ là người bình thường thì ít phước hơn, thì không có. Cái năng lực của phước á, thì cái tâm mình nó càng rộng rãi bao nhiêu thì phước mình càng nhiều bấy nhiêu, và tất cả người nhận dù là thân sơ thì đều có thể nhận được như nhau cả. Còn khi mà chúng ta hồi hướng trễ thì nó giống như là cái cơm nguội vậy đó, để càng lâu thì nó càng nguội lạnh, thì cái phước nó sẽ càng ít đi. Thí dụ như bây giờ chúng ta hồi hướng phước liền á, thì chúng ta được 10 phần, nhưng mà chúng ta để chỉ cần để khoảng 1 tiếng nữa thôi, nó chỉ còn 5 phần. Mà chúng ta để khoảng 2 tiếng nữa, có khi nó chỉ còn 2 phần. Mà chúng ta để tới tối luôn á, có khi nó chỉ còn có 1 phần. Để qua ngày mai thì có khi nó chỉ còn có một chút xíu trong 1 phần. Cho nên là chúng ta hồi hướng phước thì càng sớm càng tốt, chứ không có nên để chờ lâu. Thưa sư, cho con hỏi, khi mình chủ động hướng tâm đến đối tượng, ví dụ như cơn sân hay tham, đó có phải là tầm? Sau đó mình quan sát sự thay đổi của đối tượng thì nó gọi là tứ trong tầm, tứ hỷ lạc nhất tâm không sư? Và nếu phải thì có phải trong hành trong thiền định đã có thiền tuệ phải không? Quý vị nói nó ngược, tức là trong tuệ, trong thiền tuệ thì nó có định, chứ không phải trong thiền định nó có tuệ.
tầm tứ thì ở đâu cũng có, nhưng mà để gọi nó trở thành cái chi thiền thì chúng ta phải bám vào một cái đối tượng thiền. Tuy nhiên khi mà chúng ta quán tâm trên tâm, chúng ta nhìn vào cái tâm sân thì cái tâm sân đó nó sẽ biến mất. Chính xác hơn là mình nhìn vào cái trạng thái sân của tâm. Thì khi chúng ta nhìn như vậy đó, cái trạng thái sân nó sẽ biến mất, chứ nó không có tồn tại, nó không có tồn tại nữa. Cho nên là nó không đủ điều kiện để nó làm cái nimitta, tức là làm cái tướng, làm đối tượng cho thiền chỉ. Không có ai mà thiền chỉ mà lấy cái sân làm đối tượng hết trơn á. Bởi vì khi mà chúng ta tập trung, chúng ta nhìn vào nó thì nó sẽ biến mất. Do đặc điểm của các pháp bất thiện là khi có thiện thì bất thiện biến mất. Như ở đâu có ánh sáng thì ở đó bóng tối biến mất. Và khi mình quan sát tâm như vậy là mình dùng cái khả năng định. Nhưng mà mình không thể nào dùng cái tâm bất thiện để làm đối tượng của thiền định được. Sư hoan hỷ cho con biết sơ qua về thiền chỉ và quán chỉ lấy đá đè cỏ được không? Cái này á, nó mang cái tính tự thân trải nghiệm nhiều hơn. Bởi vì khi mà mình chìm vào trong thiền chỉ, mình chìm vào trong cái đối tượng thiền để mình phát triển cái định, thì khi đó nó cái tâm mình nó sẽ chìm hoàn toàn vào trong đối tượng thiền. Và khi đó đó, những cái tâm bất thiện nó sẽ bị đè nén, nó sẽ bị đè xuống dưới. Cái này thì chỉ có cái người tự mình thực hành thì tự thân mình sẽ trải nghiệm được cái trạng thái này. Khi mà mình chìm vào ở trong định, và cái định đó nó đè và là nó lấn át tất cả các cái tâm bất thiện. Chứ còn nói thì mình rất khó tưởng tượng. Kính sư cho con hỏi, tượng Đức Phật ngay chính giữa sân chùa với tư thế bước đi, chân trái bước lên trước, tay trái bắt ấn, tay phải để xuôi xuống có ý nghĩa như thế nào? Nếu đi hành thiền con bước chân trái lên trước giống Đức Phật có được không? Xin thưa là cái này là do cái người tạc tượng họ tự họ tạc ra, họ định nghĩa ra, chứ còn không có ai biết là ở Đức Phật ngài đi như thế nào. Cho nên mình nhìn mà mình bắt chước là coi chừng mình bắt chước tầm bậy nha. Khi ban đầu á, khi Đức Thế Tôn ngài vừa nhập Niết Bàn thì không có chuyện tạc tượng. Mà khi người ta thờ á, thì người ta chỉ để một cái bồ đoàn trống hoặc là thờ cội bồ đề, cho nên là không có hình tượng. Khi mà bên Hồi giáo á, nó xâm lược vào thì có cái sự du nhập về văn hóa tạc tượng. Thì khi đó, đó người ta mới bắt đầu tạc tượng Đức Thế Tôn. Những cái tượng ban đầu thì chỉ tạc ở tư thế ngồi hoặc tư thế nằm. Rồi sau này người ta tạc thêm nhiều tư thế khác. Bởi vì người ta tưởng tượng những cái oai nghi mà Đức Thế Tôn sẽ tạo. Nhưng mà xin thưa đó toàn bộ là do sự tưởng tượng. Ví dụ như một cái oai nghi chúng ta dễ thấy, đó là cái oai nghi mà rải tâm từ. Thường thì người ta suy tư là bây giờ Đức Thế Tôn rải tâm từ thì ngài sẽ có oai nghi như thế nào. Thì người ta sẽ tưởng tượng là ngài sẽ đưa cái bàn tay lên, đưa bàn tay phải lên, thì như vậy là ngài rải tâm từ, hoặc có khi là ngài ban phước lành. Thì sư thắc mắc là giống như ở trong cái bộ phim mà Cuộc Đời Đức Phật mà Ấn Độ họ đóng á, có một cái đoạn sư nhìn sư mắc cười lắm.
Tức là họ làm giống như Đức Phật là một cái máy gì đó, cứ hễ gặp ai cũng giơ tay lên. Cứ mỗi lần gặp ai cũng cứ giơ tay lên. Giơ tay lên để làm gì vậy? Do mình tưởng tượng rồi mình bắt Phật phải làm theo mình đó. Hoặc không lẽ bây giờ nói mỗi lần ngày giơ tay lên là ngày rải tâm từ, vậy không lẽ mỗi lần rải tâm từ ngày phải giơ tay lên? Nó kỳ lắm. Cho nên là cái sự kiện này chỉ là mình tưởng tượng theo thôi, chứ còn mình không có nên làm theo ha. Chỉ có một số mô tả về cái oai nghi của Phật như thế này, là khi Đức Thế Tôn ngồi, Ngài luôn ngồi ở tư thế kiết già. Khi Đức Thế Tôn nằm thì Ngài luôn nằm nghiêng về bên phải. Khi Đức Thế Tôn đi xoay người thì Ngài luôn xoay hẳn người mà Ngài nhìn về một phía đó. Và khi mà Ngài đi thì Ngài không có lắc lư, không có đi quá nhanh, cũng không có đi quá chậm. Thì có một số mô tả như thế, chứ còn cũng không có cái kinh nào nói là Ngài khi mà Ngài chuyển pháp luân thì Ngài đưa cái tay lên, Ngài làm ấn như thế. Khi mà Ngài hành thiền thì Ngài để cái tay, Ngài bắt cái ấn, thì không bao giờ có. Nhớ, Đức Thế Tôn không bao giờ có cái chuyện bắt ấn. Thầy bạch thầy, thầy đã từng thực tế vào lò mổ heo bò để quán thân thọ tâm pháp hoặc nỗi khổ của chúng sanh chưa? Thầy có nghĩ vào đó sẽ phát triển được lòng từ bi hay không? Sư đã từng thấy người ta mổ heo mổ bò rồi, nhưng mà mình đâu cần phải đến đó để mà mình rải cái lòng từ. Bởi vì ở nơi đó là nơi mà cái sự sát sanh nó diễn ra rất là mãnh liệt. Mình không cần tới như thế. Cái người thực hành tâm từ đó, thì họ ở đâu họ cũng thực hành được cả. Giống như người mẹ thương con, thì dù con ở cái hoàn cảnh nào, người mẹ cũng rải tâm từ hướng tới được. Chứ không cần phải chờ đến khi con khổ thì bà mẹ mới có tâm từ. Khi mà sư rải tâm từ hướng đến người khác thì mình có thể mình rải vào lúc này cũng được, chứ không cần mình phải đi đến cái nơi như là những cái lò sắc xanh để mà rải, không cần thiết. Chỉ có một số trường hợp mình cần đi đến tận nơi là như thế này, đó chính là khi mình cần quán tử thi. Khi quán tử thi á, thì mình cần thấy một cái xác chết có thật, thì cái đó mới là cần. Thành ra sư mong mỏi ở Việt Nam mình làm một cái lò thiêu từ thiện. Thì như vậy đó, khi mà có cái xác mà đem vô thiêu á, hoặc là họ hoàng ở đó đó, thì chư tăng có thể đến để mà xem, rồi từ đó có thể thực hành cái việc là quán tử thi. Chứ còn đa phần bây giờ chư tăng khi mà đến các cái đám tang thì tử thi đã được để vào ở trong cái hòm rồi, đóng kín mít lại rồi, cho nên là cũng không có quan sát được. Cho nên không cần phải đi vào những cái lò mổ để phát triển tâm từ, cái đó không cần thiết. Và có vào đó thì cái lòng từ của mình nó cũng không phát triển hơn. Nó không phải là một điều kiện giúp cho mình tăng trưởng tâm từ. Thưa Thầy, sau khi đọc xong hai quyển Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện và Tích Ngày Một Kiền Liên Xuống Địa Ngục và thấy cảnh khổ của 18 tầng địa ngục, thì em đã vô tri nguyện rằng tôi sẽ đi qua 18 tầng địa ngục để thể nhập rõ hơn về cảnh khổ ấy. Sau khi đi qua 18 cảnh khổ ấy rồi thì sẽ gặp Ngài Địa Tạng Bồ Tát để Ngài thọ ký và xác nhận sẽ không nhập luân hồi nữa. Như vậy
như thầy nói hai quyển kinh này là được sáng tác thì bây giờ phải làm sao? Vì thầy nói là khi Đức Phật còn ở thời quá khứ thì Ngài là Bồ Tát và đã nguyện tự thành chánh giác, nên dù gặp được Phật độc giác thì các Ngài cũng không thọ ký cho. Vậy phải chăng lời nguyện gặp Bồ Tát Địa Tạng của em mãi cứ quanh quẩn trong dòng luân hồi sao, có cách nào hủy lời nguyện vô lý này không? Thì mình chỉ đơn giản là mình nguyện là cái phước lành nào mà tôi đã tạo thì giúp cho tôi đi đến sự chấm dứt khổ, đơn giản thế thôi. Tại vì những cái mà lời nguyện mà nó không có hợp lý thì mình từ bỏ, mình có cái chủ ý từ bỏ, là mình nguyện nó chính là nguyện giải thoát. Cái nguyện đó nó đơn giản hơn rất là nhiều. Và sẵn nhắc về cái lời nguyện thì sư nhắc quý vị là đừng bao giờ nguyện trả hết nghiệp. Bởi vì cái nghiệp của mình trả không bao giờ hết. Ngay cả Đức Thế Tôn, Ngài đã làm vô số công đức ở thời quá khứ, Ngài còn không trả hết nghiệp vào kiếp cuối cùng. Mình nhắm mình tu được bằng Phật không? Mà Phật Ngài còn không trả hết được nghiệp, mà mình nguyện mình trả nghiệp là rất là khổ. Nhiều người á, khi mà họ nguyện cái trả nghiệp như vậy á, thì cái nghiệp nó sẽ bắt đầu nó trổ và họ khổ, họ chịu không nổi và họ hủy cái lời nguyện đó. Cho nên là chúng ta có nguyện cái gì thì nguyện tốt nhất là chúng ta nguyện giải thoát giác ngộ, nguyện chấm dứt khổ, chứ đừng có nguyện trả nghiệp ha. Thưa sư, con không biết, cho con xin hỏi, bên chùa Nam Tông khi thân nhân của người Phật tử chết có tìm sư thầy hộ niệm tụng kinh và làm lễ cúng thất làm lễ 7 tuần hay không? Hiện tại thì vẫn có, nhưng mà chúng ta nên hiểu là bình cũ mà rượu mới. Cái ý nghĩa của chuyện mà thỉnh các sư đến nhà nó không có giống như cái kiểu mà chúng ta thỉnh các thầy tụng tới nhà. Đầu tiên là sư nhắc nhở quý vị, khi người thân của mình bệnh, đó là thời điểm thích hợp nhất để thỉnh chư tăng đến nhà. Thỉnh đến nhà để chi? Để cho người bệnh của mình á làm phước cúng dường, có cái phước đó làm cái tư lương, để một là nhờ cái phước đó mà vượt qua cái cơn bệnh, hai là nếu như bệnh nặng không qua khỏi thì nhờ cái phước đó để làm cái hành trang để mình tái sanh đi đời sau kiếp khác. Cái thời điểm người thân bệnh là thời điểm cần chư tăng nhất, nhiều người họ bỏ sót cái này. Thời điểm người thân hấp hối là thời điểm cần chư tăng nhất, là để nhắc nhở cho người thân biết quy y nương tựa nơi Tam Bảo, và nếu như còn có cơ hội thì tiếp tục làm phước ngay trên cái giường chết. Thí dụ như làm phước tre tăng, cúng dường hồi hướng cái phước, lấy cái phước đó làm cái tư lương. Thời điểm cận tử là thời điểm rất cần chư tăng để nhắc nhở. Tại vì nhiều người khi gần chết họ sẽ hoảng sợ, họ không biết họ đi về đâu. Cho nên tránh cái trường hợp là người thân mình bệnh thì không có thỉnh chư tăng, người thân mình hấp hối không thỉnh chư tăng, mà chờ đến người thân mình chết thỉnh chư tăng về tụng. Tại vì khi mà người thân mình chết rồi đó là người thân mình đã đi theo nghiệp rồi. Chư tăng đến thì không làm gì được nữa cho người vừa mất, mà chỉ có thể giúp từng người sống thôi. Thì cái sự hiện diện của chư tăng trong đám tang á, một lần nữa nó mang tác dụng trấn an tinh thần, để cho cái người còn sống họ có điểm tựa tâm linh.
Và cái thứ hai là nó tạo điều kiện để cho người thân làm phước, hồi hướng phần phước đó cho người thân đã quá vãng, cho quyến thuộc đã quá vãng. Trong cái các cái kỳ mà cúng thất cúng tuần á thì cũng y như vậy. Chư tăng đến là để cho chúng ta có cơ hội làm phước hồi hướng và làm phước cúng dường và hồi hướng cho quyến thuộc đã quá vãng. Và chúng ta nên làm phước thường xuyên, chứ không nên chờ đến tuần đến thất rồi mình mới cúng. Bởi vì mình ăn cơm là mình ăn mỗi ngày, người thân mình khổ thì họ khổ thường xuyên. Mình không thể nào nói là ba má cứ thủng thẳng thủng thỉnh, mỗi tuần thì con sẽ cho ăn một lần, thì như vậy rất là tội nghiệp cho người thân của mình. Giống như mình á, thì mình sẽ ăn cơm mỗi ngày, lâu lâu thì mình sẽ ăn sang một bữa. Cũng vậy, chúng ta nên làm phước mỗi ngày, lâu lâu thì chúng ta trai tăng một bữa. Đó là cái cách để chúng ta giúp đỡ cho quyến thuộc đã quá vãng. Sư Ví Von á, thí dụ như người thân của mình trước khi mất một ngày như vậy, họ tiêu 100.000 tiền chợ, thì bây giờ khi người thân mình mất rồi, mình vẫn để 100.000 tiền chợ đó, rồi mình đi trên đường, mình có cái cơ hội làm phước nào được thì mình làm phước, thấy người nghèo khổ mình có thể cho đó, hoặc là thấy các cái quỹ từ thiện thì mình cũng có thể đóng góp, hoặc là mình đi ngang qua mình ghé thấy cái chùa thì mình nhét cho thùng phước xương, hoặc là thời nay thì tiện lợi hơn, mình có thể mình chuyển khoản chẳng hạn như vậy, đến các cái tài khoản từ thiện vân vân, thì nhờ như vậy đó mình làm phước được mỗi ngày, coi như là mình thay người thân vừa mất á, mỗi ngày họ đi chợ họ ăn cơm, thì bây giờ mình cho họ mỗi ngày họ hưởng phước. Mỗi lần mà mình làm phước xong á, và là mình thay mặt cho người thân của mình làm phước xong, thì về tới nhà mình thắp cây nhang, mình nói là ngày hôm nay con hoặc là ba má thì vừa mới làm phước bố thí cúng dường, thì xin hồi hướng cái phần phước này đến cho quyến thuộc đã quá vãng. Thì như vậy đó, người thân của mình nếu như có ở đó thì họ có thể nhận được, và mình cũng có cơ hội để mình làm phước mỗi ngày. Thì lâu lâu, ví dụ như là tới tuần thất hoặc là 49 ngày, 100 ngày, giáp năm vân vân, thì mình cho người thân của mình một cái bữa tiệc để cho các vị đó ăn uống nó được thoải mái thì nó sẽ tốt hơn. Rồi, thì bây giờ thì cũng 3 giờ rồi, và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi đã thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người quả trời cùng quả niết bàn. Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo.